Xin chào, xin chào các bạn. Đây là một cái video tiếp theo của cái bài số 6 của giáo trình Hán ngữ này. Vậy là xong bài này chúng ta sẽ học hết một nửa cuốn đầu tiên của giáo trình Hán ngữ rồi. Vậy là chúng ta đi được 50% của cuốn sách đầu tiên. Thì bài này rất là dễ thôi, nó không khó như chúng ta từng nghĩ đâu. Mà nó vẫn là những cái luyện đọc hơi nhàm chán một chút, nhưng mà chúng ta vẫn phải luyện thôi, bởi vì nếu không luyện thì chúng ta không giỏi được. Thì trước khi luyện đọc thì mình có một kiến thức mới mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái giáo trình này. Đó là trong tất cả từ tiếng Trung có hai âm tiết, khi ghép vào nhau ấy, thì thường đa phần là những cái từ có hai âm tiết ấy, thì trọng âm nó sẽ là cái từ thứ hai. Tức là cái khi mà các bạn nói ví dụ từ Hán nhủy thì từ nhủy này nó sẽ là từ mạnh hơn, trọng âm nó thường vào âm thứ hai. Nhưng mà đôi khi thì cũng có một số từ trọng âm là âm thứ nhất, ví dụ từ miếng chỉ là từ miếng thì nó lại là nhiều hơn, hay xuế sông thì xuế lại lớn hơn, ví dụ thế. Đa phần là trọng âm sẽ là âm thứ hai, những từ có hai âm tiết thì đa phần các trọng âm sẽ là âm thứ hai, còn nó chỉ một vài thôi, một vài từ trọng âm là trọng âm thứ nhất thôi, ít thôi. Mình cũng chia sẻ các bạn như vậy. Còn chủ yếu thì chúng ta đã học một cái từ mới thì chúng ta đã đọc và thuộc, đã hiểu cái cách phát âm của nó rồi, thì khi nó ăn vào con người chúng ta nó đã trở thành chính chúng ta rồi thì chúng ta chẳng cần phải lo lắng về cái việc mà ta sẽ đọc nó như thế nào, đúng không? Quan trọng là ta đã nhập với nó được, đã nhập nó làm một rồi, nó đã nhập với ta làm một rồi. Bây giờ ta sẽ cùng luyện đọc những cái từ này nhé. Bây giờ mình sẽ mở các bạn và chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc. Thì ở đây là phần thứ nhất là ta sẽ luyện một cái phát âm và tông độ thôi. Tông độ ở đây là cái phần thứ nhất sẽ là những từ có hai âm tiết, thì ta sẽ nhấn vào trọng âm là thứ nhất và thứ hai, ta để ý nhé. Thì phần thứ nhất sẽ là cái phần mà ta sẽ nhấn vào âm thứ hai. Đấy, nhấn vào âm trọng âm. Còn phần thứ hai là chúng ta sẽ uốn lưỡi để tạo ra một cái âm thứ ba. Đấy, một ngữ điệu thứ ba, uốn lưỡi. Đấy, như là hẳn lán đấy, uốn lưỡi như vậy, nó đi lên này, hẳn lán đấy. Nó cái tông điệu thay đổi quá nhiều trong hai từ thôi. Phần thứ ba sẽ là cái âm lưu chuyển, âm bình thường. Phần thứ tư này thì là sẽ là cái phần mà cái âm sẽ bị nối vào nhau, âm bị nuốt vào nhau. Đấy, âm đè lên nhau, chồng chéo lên nhau, sắp xếp theo nhau. Thì chúng ta sẽ cùng luyện nhé. Mà nó đã nói rồi, chúng ta học làm sao để nó ăn vào người chúng ta thôi. Còn cái này nó chỉ là cái luyện thôi. Các bạn cảm thấy hứng thú thì luyện nhiều, không cảm thấy hứng thú luyện ít, nhưng mà các bạn không được bỏ qua phần luyện này. Đấy, bây giờ ta sẽ cùng nhau luyện cái phần này nhé. Liên sĩ nhé, luyện đọc. Trang Tông 五, 练习. 一, 语音. 一, 变音变调. 大学. 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 学习. 学习. 学期. 学期. 英语. 英语. 音乐. 音乐. 法语. 法语. 翻译日语日语利于研究研究研究二三声变调请吃请喝请听请说 很难很忙很忙很红很疼很冷很渴美好手表我怕很慢 很饿很饿好吗小吗老的少了三轻声桌子多少多么清楚 凉快咱们麻烦
名字。名字。懂吗？懂吗？冷吗？冷吗？怎么？怎么？暖和。暖和。为了。为了。痛快。痛快。大夫。大夫。态度。态度。四。声调搭配。声调搭配。飞机。飞机。星期。星期。公斤。公斤。咖啡。咖啡。新闻。新闻。要求。要求。青年。青年。科学。科学。钢笔。钢笔。黑板。黑板。听写。听写。公理。公理。翻译。翻译。天气。天气。干净。干净。高兴。高兴。他们。他们。休息。休息。东西。东西。消息。消息。OK, thì vậy là cái phần luyện đọc thì coi như là chấm dứt ở đây. Thì các bạn muốn luyện lại thì các bạn chỉ cần kích cái phần mô tả, mình đã để cái mô tả bên dưới, nó có cái thông số đó, thì các bạn kích lại, thì các bạn cứ như thế mà lặp lại để nghe lại thôi. Thì còn cái việc này thì mình sẽ giải quyết cho các bạn hiểu cái bài khóa lần trước và cũng như là bài tập nhé. Ở đây yêu cầu chúng ta answer question một số câu hỏi là nǐ jiào shěn ma míng zhì và nǐ shì lǎ guò rén lǐ xuě xí shěn ma an yǔ yín an ma. Đây là nǐ jiào shěn ma míng zhì là mày tên là gì, đúng không? Nǐ shì lǎ guò rén là người nước nào và mày học cái gì? Nǐ xuě xí, nǐ xuě shěn ma và an yǔ yín an ma. Ngôn ngữ tiếng Hán thì khó không? Buổi trước mình đã nói các bạn rồi, từ xuế xí thì các bạn có thể bỏ cái từ xuế đi, nó vẫn còn nghĩa học, ta chỉ dùng từ xuế thôi, cái ngôn ngữ mới bây giờ. Thì nó có cái liền vào chỗ trống nó có còn ở đây. Thế nên là của sinh Trang, tao là Trang thì có nghĩa là câu trước phải hỏi là tên thì nó mới trả lời tao là Trang. Thì thằng này nó sẽ hỏi là nó sẽ hỏi lại là thế còn mày tên là gì, đúng không? Thì thằng này nó mới trả lời là của chào Trang Tông này nha. Của chào Trang Tông. Thì câu B này là gì đây? Của Trung Quốc dẫn, ta là người Trung Quốc này. Lý sư lã có dẫn mày có phải là người Trung Quốc không? Thì câu trước chắc là rất là hỏi là mày người nước nào, đúng không? Thì là lý sư lã có dẫn. Thì của sư Trung Quốc dẫn, hay là của sư cái gì dẫn ấy? Là có dẫn hay là cái gì? Tùy, đúng không? Dễ lắm, dễ lắm nhỉ? Đây chúng ta sẽ có là của suy xí Hán Nhủy. Tao học tiếng Hán thì sẽ hỏi là của suy Hán Nhủy, đúng không? Thế là nỉ suy sẵn ma, hay là nỉ suy xí sẵn ma, mày học cái gì? Sau đó nó lại có cái câu trả lời là pha yên bú thay nán, Hán trừ hẳn nán. Pha yên là ngữ pháp thì không khó, nhưng mà Hán, tiếng Hán chữ viết thì khá khó. Ngữ pháp, Hán trừ là ngữ pháp thì khá khó, rất là khó, đúng không? Thì chúng ta sẽ hỏi là han hủy nán ma, đúng không? Tương tự như vậy ở các bài số 2 là chưa sư chuẩn ma, đây là cái gì? Ví dụ bạn có thể trả lời là chưa sư su, đúng không? Chưa sư su, đây là sách. Thì chúng ta sẽ hỏi là chưa sư chuẩn ma su, đây là sách gì, đúng không? Thì nó sẽ trả lời là chưa sư Trung Quốc su, đây là sách của Trung Quốc. Thì sẽ hỏi là sách này của ai, thì nó trả lời là chưa sử lão sư tờ su. Bây giờ hỏi câu là bây giờ ta sẽ hỏi là câu hỏi là đây là sách của ai, thì ta sẽ thay cái từ lão sư này thành cái từ của ai thôi, đúng không? Chưa sử sấy tờ su, chưa sử sấy tờ su, ai là sấy sấy đó, đúng không? Tiếp theo nào, ta sẽ có từ lã sư trái chữ, lã sư trái chữ, đây là tiếng, đây là tạp chí, thì hỏi là thì ta có thể hỏi câu hỏi đầu tiên đấy, chưa sử chuẩn ma, đúng không? Thì tiếp theo là đây là trái chữ, thì ta hỏi là đây là tạp chí gì, đúng không? Ta hỏi là chưa sử chuẩn ma trái chữ, đây là cái tạp chí gì, thì nó trả lời na sử dinh quẩn trái chữ, tạp chí tiếng Anh. Thì nó học hỏi của ai, đúng không? Là sư của trái chữ, của là của tôi,
tôi là của tần, tôi là của mà là sư sấy tự trả chữ, là sư sấy tự trả chữ thì ta trả lời là của tự trả chữ hay là sư của tự trả chữ là hiểu. Ok nhá. Đấy, các bạn hãy chép lại thôi, chép lại. Thế mà các bạn có thể viết được cái hình vẽ chữ viết gạch ngang gạch dọc thì tốt hơn là viết cái chữ phiên âm này. Bài tiếp theo là sẽ là cái bài mà ta sẽ thay đổi nội dung. Ở đây nó cho ta một cái câu mẫu, đó là nỉ sư lạ của dân, của sư Trung Quốc dân. Thì nó cho chúng ta là thay cái từ Trung Quốc này thành các đất nước khác, thành các đất nước khác ở đây. Thì đây là hai bạn sẽ luyện nói với nhau. Ví dụ như là sư nỉ sư lạ của dân, của sư mày của dân, hay là của sư in của dân, hay là dư bẩn dân, Hán của dân, hay là tớ của dân, hay là phá của dân. Nên là tùy các bạn. Thì câu tiếp theo là lì sẽ suy sản mà nên của sẽ suy hoán như vậy. Thì ta có thể là suy xí in như vậy, hay là của sẽ phá như vậy, hay của sẽ hán như vậy, hay của sẽ ứa như vậy, hay là tứ như vậy, hay là dư như vậy. Nên là tùy các bạn. Tiếp theo nó cũng thế là chưa sử sản mà su chưa sử in nguồn trả chữ là chưa sử chính ngôn trả chữ thì lại là chưa sử tự quấn hay là phả quấn hay là trung quấn hay là tự quấn hay là án quấn hay là lưu quấn trả chữ. Đấy, các bạn thay đổi thôi, mình luyện nói với nhau thôi. Mục đích của cái bài này nó là cái gì? Nó là nhất nó cho ta biết là quốc gia là mày quốc đấy, đúng không? Hay là in của, thế nhưng mà các chữ viết thì là ủy đấy, có từ in ủy đấy, như vậy. Khi mà sang cái từ sở hữu thì thể loại thì là in quấn, ủy nguồn, ta sẽ nhớ nhé, của này, ủy này, uốn này, ta sẽ nhớ sự khác biệt như vậy. Thì ở đây nó sẽ có cái phần học với cái từ tợ này là sư sấy tự là sư sấy tự chú, nó nói về sự sở hữu của ai. Từ tợ này ta học bài đây nó chỉ có như vậy thôi, là sư sấy tự chú. Thì ở đây nó là sư hoàng lão sư tự chú, tức là đây là sách của giáo viên vương. Hoàng lão sư hay là chính là giáo viên vương ấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có từ tha là cô ấy, hay là trang lão sư là thầy giáo trang, hoặc là của phấn dâu, của phấn dâu là tôi thôi, của phấn dâu là bạn của tôi, một người bạn của tôi. Thì chúng ta sẽ thay ra từ hoàng lão sư này thành của phấn dâu, thay như vậy thôi, hoặc thay trang lão sư, hoặc thay từ tha là cô ấy là dễ nhất, nó gọn nhất. Ok, thế thì còn cái bài số 5 này sẽ là bài ta sẽ nhận biết cái mặt chữ viết lằng ngoằng này, cái ký tự Hán mẫu. Thì ta sẽ nên làm cái bài này trước, tức là ta nên tô vẽ cái này trước để người ta nhớ lại. Đấy, tô vẽ cái này trước để các bạn nhớ được những cái từ này là từ gì, từ su hay là từ phấn dâu hay là một cái từ chung từ dẫn nào đó. Các bạn tô lại đây thì các bạn sẽ điền vào cái chỗ trống này là được. Ở đây thực ra nó là một cái bài giới thiệu bản thân đấy, các bạn đây của Chào Trang Đông, của sư Trung của Dẫn, hay của Xuế, cái gì thế này. Thì các bạn hãy tra lại từ này, mình sẽ không dịch cái này, không đọc cái này cho các bạn đâu. Mình sẽ chỉ nói qua các chỗ trống này, các bạn đây, các bạn mường tượng, các bạn chép lại cái cách này để các bạn nhớ được cái mẫu tự, cái từ này. Thì đây là cách gạch ngang gạch dọc này đây, nó là một cái khó thì là mình sẽ không mấy các bạn nói, các bạn phải tự làm cái này. Còn nếu các bạn cảm thấy nó không quan trọng các bạn có thể bỏ qua, tôi chỉ học nghe nói, tôi không học viết, thì các bạn có thể bỏ qua cái này. Bỏ qua cái này nếu như bạn thích, còn mình khuyên các bạn nên học cho đầy đủ. Đấy, thì các bạn đã mua sách rồi thì tội gì không làm, đúng không? Tội gì không học, tội gì không dịch và đọc lại cái tiếng này thì các bạn nhớ cái mặt chữ, đúng không? Thì đây là các bạn thứ 6 sẽ kết thúc tại đây, sau khi các bạn tô vẽ và làm đầy đủ cái bài tập số 5 số 6 này, là bài tập khá là khoai xoắn. Vì mình biết là các bạn cũng sẽ không thích cái ca gạch dọc này, mà các bạn sẽ thích cái gọi là nó gọi là cái gì nhỉ, người ta gọi là thích cái gọi là chữ quốc ngữ cơ, chữ ABC cơ, đúng không? Thích cái mẫu tự này thôi. Thì dù gì đã đâm nào theo nào, đã học thì vào cái nơi chốn, thì mình chỉ nói để vậy thôi. Đây là bài số 6 của hẹn gặp lại các bạn trong tất cả các video theo. Chúc các bạn cũng như là các bạn có câu gì muốn hỏi, có điều gì muốn chia sẻ thì cả hãy comment nhé. Chúc các bạn sẽ học giỏi tiếng Trung thật tốt.